Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 5.000 cơ sở công nghiệp nông thôn. Triển khai kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai hai nội dung chính là hỗ trợ phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn cho cơ sở có sản phẩm được bình chọn, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn thương mại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hai nội dung trên đều đã hoàn thành, tạo động lực để các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo cú hích để các cơ sở tìm kiếm thị trường mới trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Năm 2023, từ nguồn vốn khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ 150 triệu đồng đầu tư phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm cho 3 cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022. Ngoài nguồn vốn được hỗ trợ, các doanh nghiệp cũng đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng vốn đối ứng để phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm thêm khang trang thu hút hơn. Đây cũng là nơi để các cơ sở công nghiệp nông thôn kết nối, liên kết phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các phòng trưng bày này sẽ gắn với các cái tuyến du lịch, các cái khu vực mà thương mại để nhằm quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tới các cái khách hàng và các cái du khách. Nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới. Năm 2023, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đã phân bổ 1,1 tỷ đồng cho tỉnh tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn thương mại. Hơn 200 gian hàng của 83 doanh nghiệp đến từ 16 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó có 38 gian hàng của 26 doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ được hỗ trợ 80% kinh phí. Đối với lại hội chợ này thì cái kỳ vọng là để giới thiệu được những cái sản phẩm của bên hợp tác xã công nghệ cao ra đối với lại người dân ở trong tỉnh để biết được những cái sản phẩm thực sự chất lượng mà được chứng nhận là OCOP 4 sao và hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Các chương trình khuyến công được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai đúng lộ trình đạt chất lượng đã khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó vượt qua nhiều khó khăn thách thức chung của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào thành quả sản xuất công nghiệp của tỉnh.